Trong khi phải đến thư viện để mua sách mà lại không dùng được nhiều, bởi vậy để tăng sự đa dạng các mặt sách, hiện nay ebook đang là một hình thức đọc sách được khá nhiều người lựa chọn bởi tính tiện lợi cũng như sự đa dạng của nó. Để đáp ứng nhu cầu của các mọt sách, hôm nay shop Nhật Việt sẽ hướng dẫn các bạn mua sách Kindle ebook trên Amazon Nhật đơn giản nhanh chóng nhất. Amazon Kindle là gì? Nói đến Amazon Kindle, chúng ta có thể hiểu là một nền tảng của thiết bị bao gồm cả phần mềm và phần cứng được phát triển bởi amazon.com giúp cho việc xử lý, hiển thị sách điện tử và các loại truyền thông kỹ thuật số khác. Ví dụ, trên thị trường người dùng bắt gặp những Kindle như Kindle, Kindle 2, Kindle DX là một dạng thiết bị của Amazon thế hệ đầu tiên phát hành ở Mỹ vào ngày 19 tháng 10 năm 2007. Ngoài thiết bị Kindle thì người đọc có thể đọc sách trên bất kỳ thiết bị nào nhờ vào phần mềm Kindle được phát triển bởi chính Amazon. Các nền tảng thiết bị được hỗ trợ bao gồm các hệ điều hành iOS, Android, Windows Phone, Mac Windows, Kindle Cloud Reader, dấu lớn dấu lớn những ưu nhược điểm của robot hút bụi anchor máy hút bụi iRobot RoboVAS 11S hàng Nhật ebook là gì? ebook là một loại sách điện tử có công dụng truyền tải thông tin dưới dạng văn bản đến người đọc tương tự sách truyền thống nhưng khác ở chỗ người dùng sẽ đọc chúng trên các thiết bị điện tử có hỗ trợ màn hình như điện thoại, máy tính bảng, laptop. Sự tiện lợi của ebook, bạn có thể đọc sách trên các thiết bị máy tính, điện thoại, các thiết bị smartphone có kết nối 3G, Wi-Fi. Việc đọc sách thông qua các thiết bị thông minh đã dần dần phổ biến và gần như được nhiều người ưu tiên lựa chọn sách ebook tiện lợi bạn có thể đọc bất cứ ở đâu lúc nào chỉ cần có thiết bị di động máy tính mang theo bên mình gọn nhẹ có thể tự chỉnh kích thước màu sắc và sở thích của từng người giá thành rẻ do không phải tốn tiền cho việc in ấn và bảo quản hư hỏng như sách truyền thống nên ebook thường có giá thành rẻ hơn có thêm các tài liệu nghe nhìn bổ sung chia sẻ sách đơn giản đối với sách truyền thống nếu người bán muốn bán một tựa sách sách đến mọi người thì bắt buộc phải bán cho họ một cuốn sách mới nhưng đối với ebook người bán chỉ cần tải lên một lần sau đó lưu với nhiều định dạng khác nhau là có thể bán ebook ở bất kỳ nền tảng nào mình muốn miễn là có đủ giấy phép kinh doanh hỗ trợ tốt cho học ngoại ngữ ebook là một công cụ hoàn hảo để người đọc có thể học ngoại ngữ không cần phải mua sách dạy tiếng nước ngoại về học chỉ cần bạn đọc những quyển sách được viết bằng tiếng ngoại quốc là đủ lưu ý khi mua kindle book trên amazon amazon kindle chỉ đọc được những bản digital book nên khi mua sách bạn nên chú ý đến đặc điểm này đầu tiên bạn cần truy cập vào amazon và tạo một tài khoản người dùng sau đó ở màn hình trang chủ bạn chọn department góc trên bên trái chọn book Digital Book, đây là dạng sách kỹ thuật số, dùng để đọc trên Kindle Book, hardcover, sách bìa cứng, dạng sách giấy bình thường, sách to dày nhưng nhẹ, bìa cứng không bị cong, chất lượng giấy rất đẹp, paperback, sách bìa mềm, loại sách ra sau hardcover, to bằng khoảng quyển sổ tay, bìa mềm, chất lượng giấy tốt, paperback có thể ra mắt từ 6 tháng đến 1 năm sau đó tùy theo độ ăn khách. Nếu sách càng ăn khách càng lâu ra paperback audible, là dạng sách audio dùng để nghe trực tuyến, để đọc được loại sách này bạn cần tải ứng dụng về trên máy của bạn. Dịch vụ mua hộ sách Kindle ebook trên Amazon Nhật uy tín chất lượng. Các đầu sách Kindle ebook được bán tại Amazon luôn được liệt kê vào danh sách đứng đầu trong top các sản phẩm bán chạy nhất. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn khá thắc mắc về việc mua sách Kindle ebook như thế nào. Cách thanh toán đơn hàng ra sao? Đây là điều mà dường như được rất nhiều người quan tâm và tìm kiếm vì không phải ai cũng có khả năng tự mua sách Kindle ebook trực tiếp trên Amazon. Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ order sách Kindle ebook trên Amazon chất lượng chuẩn Nhật giá tốt, chính hãng, uy tín 100% liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực, shop Nhật Việt nhận được sự tin tưởng của hàng ngàn đối tác thông qua việc nhận đặt hàng và mua hộ thành công tất cả các mặt hàng đến từ Nhật tiết kiệm. Nhanh chóng và an toàn, toàn bộ sản phẩm được shop Nhật Việt mang về từ Nhật có biêu chính hãng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua chúng tôi phân phối sỉ và lẻ trên toàn quốc đảm bảo chất lượng tốt với giá ưu đãi có hệ thống giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. chi tiết liên hệ 0983 1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.